cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô đây. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Bàn thắng, nhưng mà mãi mà không có, cho đến phút bù giờ cuối cùng thì đã có bàn thắng để giành chiến thắng, và thực sự là em rất là vui mừng ạ. Chưa có bàn thắng thì cảm xúc rất là lo lắng, nhưng đến thời điểm bây giờ là cảm giác rất là sung sướng, và cảm nhận cá nhân, trước tiên là về cá nhân thì rất là hạnh phúc, và về, nếu mà nói đúng về những người đam mê bóng đá thì cảm thấy là rất là hãnh diện về đội tuyển của chúng ta hôm nay là chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mình cảm thấy hơi bất ngờ một chút về chiến thắng ở phút cuối ấy, bởi vì mình nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để xem luân lưu, nhưng mà bàn thắng của anh Đức thì thực sự nó làm mình cảm thấy bất ngờ, mặc dù mình cảm xúc nó, mình cảm thấy rất vui, mà mình thấy khá bất ngờ với bàn thắng của anh Đức. Thật sự phải nói phút 90+4, anh Đức sau khi mà ghi bàn thắng là cảm giác chúng tôi cũng rất lâu rồi cảm giác chiến thắng Thái Lan mới giòn giã, cảm giác chiến thắng trên đất nước Thái Lan thật là vinh dự. Và các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn tất cả vào ngày 7/6 tại sân vận động tỉnh Phú Thọ vào lúc 2 giờ tại công viên Lộc Đấy, cùng chúng tôi cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô đây. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.